Tiếp tục vấn đề lập lại trật tự đô thị, lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chia làm 2 tổ do ông Trần Thế Thuận và ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Thông tin này được ông Trần Thế Thuận, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh công bố trong hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị 5 tháng đầu năm trên địa bàn quận 1 diễn ra chiều hôm nay. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng quận 1 đã thực hiện 725 lượt ra quân, xử lý 7.005 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè với tổng số tiền xử phạt hơn 3,2 tỷ đồng. Tình hình lòng lề đường ở nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1 đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Tình trạng mua bán tràn lan lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị ở một số nơi đã được sắp xếp ổn định. Tuy nhiên, tại một số phường, các tổ công tác vẫn còn lúng túng, chưa đồng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khiến tình trạng lấn chiếm vẫn xảy ra ở một số khu vực như Hoàng Sa, Bà Lê Chân, Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, quá trình xử lý tại hiện trường của lực lượng vẫn còn cứng nhắc, thiếu thuyết phục, chưa thấu tình đạt lý. Đây là cái bản giấy tờ